Xin chào các bạn, tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Ngọc Sơn. Tôi là chuyên gia hàng đầu Việt Nam về đào tạo Forex và chứng khoán Mỹ. Tôi có hơn 11 năm kinh nghiệm trong việc đào tạo và trong những năm qua tôi đã đào tạo hơn 10.000 người và hiện họ đang rất thành công. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một trong những cái bí mật mà tôi đã dày công tìm kiếm trên 11 năm qua. Tôi đã được học được những người thầy hàng đầu thế giới và được chia sẻ được những cái giá trị vô cùng tuyệt vời giúp cho các bạn cải thiện được cái điều kiện tài chính nếu các bạn muốn có ngay từ hôm nay. Đó là ba cái sai lầm công tử mà trên 98% trader mắc phải, 4 yếu tố cần thiết để một trader có thể kiếm hàng triệu đô một năm và 10 cái mô hình tư vấn giúp bạn kiếm tiền theo khóa học và 3 bước để gia tăng thu nhập từ 10 đến 30% mỗi tháng. Thật tuyệt vời, nó hoàn toàn miễn phí nhưng chỉ dành riêng cho 15 bạn đăng ký đầu tiên. Hãy like và share cái video này và đăng ký ngay khóa học này bên dưới trước khi nó còn là miễn phí. Hẹn gặp lại bạn trong khóa học của tôi.